Dình mai hôm qua vợ mình mới bán hàng xong nó để một cục ở đấy nó không đếm. Đấy. Ngày trước là nó đếm rõ, nếu mình lấy là nó biết. Hôm nay phải giấu đặc biệt là. Nói chung là đặc biệt là tránh ngược thẳng. Thế nên là hôm nay mình quyết định đào sâu chôn kỹ. Đây mới là cái dấu quỹ đen đẳng cấp. Vợ mình sẽ không bao giờ phát hiện ra, tại vì hôm qua nó đặt một cục vào đấy không đếm, nên là mình lấy chừng này không biết được. Trời không biết quỷ không hay.
mấy chỗ bị mình phát hiện rồi. Chắc lần này đi chôn dưới đất à? Nhìn xem đã. Nani? Chị là mê. Ôi, lại còn lấy trộm cả áo silicone cocktail của vợ để trộm đi. Giấu nó làm kỷ vật thế nào chả biết. Này thôi rồi, trôn lại cho Marika. Nhớ đâu Marika để cháu trôn đây lâu năm để thành đồ cổ và nó đủ tiền. Cô bạn đi ạ. Nói cho được bao nhiêu tiền á? Nhiều túi rồi đấy. Vì về mua gà mới. Yeah. À không, anh trộm tiền của Marika tiêu. Tiêu thì hơi mất dạy. Hay là mình lấy tiền này mình đi mời Marika đi chơi, đi du lịch nhỉ? Được ai, được ai? Mấy chơi! Đi chơi! Đi? Đi chơi! Đi nữa, đi ra đồng để đây. Đi du lịch rồi! Du lịch là sao? Em thấy người ta đi du lịch à vui nhiều. À vui thì đi suốt rồi. Thì đi du lịch khác. Người ta đi tắm cũng không, mình chẳng đi tắm mà. Du lịch khác, ra chỗ khác à vua còn xin được, đi ra chỗ khác mất nhiều tiền lắm. Đi biển. Tiền. Em để tiền. Có cái gì dạy khổ. Này. Ê. Mấy chục bạc. À. Quá cao nhỉ. Xem đây là. Để đâu ra. Đây tiền nhé. Em mới bán gà đây đâu ra. Đó xem. Khổ. Xem là bây giờ chi phí bao nhiêu để đấy chứ. Thoải mái. Hả? Em đây tiền anh còn thấy một cục này còn. Anh còn phải nghĩ ngợi đến tiền á. Cảm thấy có mỗi mấy tờ ta biết được. Mấy tờ? Hả? Mấy tờ gì? 4-5 triệu đây. Thì mày đặt ra đây xem nào. Thì bây giờ đi thiếu tiền thì làm nào. À, nhiều phết nhỉ. Đã thế à. Thế nhiều chưa? Được, được. Mấy triệu, mấy triệu đến rồi. À được, 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 thoải mái, thoải mái. À, dạ. Thế con là bán con nào đấy? Hả? Bán con gà nào đấy? Con, đấy là con gà. Anh biết được sao là gà kìa. Cứ gà mời con nào ta chả biết. Ừ. Con nào hay anh bán, chỉ không chịu thì con nào dạng trộn mình đúng không? Ừ. Đi đâu? À. Đi kêu xuống phố chơi không? Xuống phố nhiều chơi tiền này. Đủ tiền không? Thoải mái. Nhưng mà... 80 giây. À. Nhưng mà đi chơi em phải gì? Tao dẫn mày hẳn đi công viên nước chơi. Ok không? Đi. Ok. Ok. À. Công viên tiền đấy. Em để lại cho này nó mua kia. Ờ, đưa tiền đấy. À. À, 1 triệu. À. Ê, à. Người quay à? Chả thế à? Được, thay quần áo đi. Đi. À, nhưng mà đi... Ừ, được. Thì mình có tiền nhé. Mình chơi ô tô xe buýt đi luôn. Ô tô xe buýt, ok luôn. Đi. À, từ từ, nó thay quần áo. Những người này, anh liền mệt. Để... À, anh ơi, à? Chỗ này đủ tiền không? Đủ Đúng. Tiền để em rủ thêm mấy anh nữa đi cho vui. Đi ai thì chán lắm. Chắc là 200.000 một vé á. 5-6 người đi thoải mái. Thế thì em rủ của nó cho mình đi. Nhanh lên nhá. Ừ. Anh chùa em nhỉ?
anh. Mỗi người 50.000 nhá. À, bye bye. Xem video được không? Được. Ủa được lên vlog mấy bạn ơi. Vlog đấy. Tới đây lên vlog luôn nhá. Có tiểu mao không có gấu đấy hả? Đấy. Tâm học chơi lên cái. Chú ơi mình đã sang đến công viên nước rồi mọi người ạ. Và cầu trượt ở đây khá là phê nhá. Phê không? Được, đây cho mọi người xem cảm giác mạnh nhá. Mau lên trượt trước đấy, tao đuổi theo. Tao đuổi theo sau. Không bay. Nào. Tao đuổi theo sau nhanh. Nào.
nhìn thấy gì đâu, ta chỉ giơ lên thế này thôi. Nhắm mắt mà. À. Bây giờ anh em mình sẽ lên trượt bằng phao này nhá. Đây, cái cầu trượt dài cái kìa, to rộng nhá. Rất là phê mọi người ạ. Nói chung là khoái hơn tắm suối nhỉ Mão Đệ ơi. Khoái hơn tắm suối không? Và tắm suối khoái hơn hay tắm này khoái hơn? Mão Đệ hốt. Không chống được. Ấy, mọi người nhìn thấy chiếc cầu trượt này chưa? Ấy, tí nữa anh em mình sẽ dùng phao để trượt cái cầu này. Bây giờ mình sẽ lên hẳn cao. Mình sẽ lên hẳn cao để đấy. Chào anh nhá. Mình sẽ lên hẳn cao trên đây để test nhá. Hả? Đâu? Mau đây trượt bên nào? Anh mau đây một cái. Tao mày thích đi cái có lỗ hay là không có lỗ? Cái không có lỗ thì nó mới đỡ sợ. Hả? Ở đây không có lỗ bên này? Không, cái này đấy. À cái này thì vào đi. Đây. Anh nó đi một cái quay. Hai người thế anh ngồi sau mời. Để ngồi lên đấy. Vào trước đây. Không việc gì. Cầm vào. Ui. Gác chân lên à? Ui. Được, tay này. Tối ba mẹ ơi. Ôi. Chưa kể anh đánh đâu. Ôi đây rồi. Khả năng bây giờ anh em mình sẽ chơi cái trắng này nhá mọi người nhá. Nhưng mà cái này quên rồi. Cái này ra ngoài đây, ra ngoài đây. Ra ngoài trong người tiếp theo. Tao lấy phao lên để chơi cái trắng này. Cầu trượt khá là cao. Bây giờ anh em mình sẽ thử tiếp tục cái cầu trượt trắng. Cầu trượt không có ống, lúc nãy đen quá, tốc độ nhanh quá. Mọi người chắc không nhìn thấy gì. Nhưng mà nó liệu ghê lắm. Nó khá là cảm giác khá là mạnh mọi người. Phê đấy. Bây giờ sẽ chơi quả mỏ trắng. Mỏ điện béo hú rồi. Ai mấy hôm đi câu đen bây giờ lại hết rồi đấy. Không, vẫn đi anh. Đỡ rồi. Ơi, sang cầu trượt trắng. Sang cầu trắng. Đấy, cầu trắng đấy này. Ấy. Không, cái này nó chậm, mình không thấy lúc xuống đấy à. Nó liệng ghê lắm, liệng tới rồi. Không sao cả. Sợ mà đệ, sợ. Không sao. Đi trước đi. Đây. Đấy. Mau đây phải xem các bạn nhỏ trượt trước thì mới dám trượt. Nó liệng ghê lắm. Thấy chưa, hai đứa nó còn bé hơn cả mẩy. Lại còn có tao to đứng ở đằng sau nữa. Ôi chậm. Chậm. Vào luôn. Vào luôn. Nào vào đây. Một cảm giác giòn rén. Rồi ok. Đi nào. Ôi cái này phê ơi, cái này nhìn rõ. Dám quay đầu lại đây không? Ai đã có đầu liệu. Ui quả máng này nó rất to nên không sợ lắm mọi người ạ. Ôi phê lắm. Ôi. Ai à, dài không? Trượt được khoảng tầm 30 giây vẫn chưa thấy đến mặt nước đâu. Ui.
Ôi dạ, ôi dạ, ôi dạ. Chào 200 trăm ao nhá. Vâng ạ. À. Mau về đây. Vâng. Hai đứa con anh hai xem cây trăm ao của em. Lên đây thì lại hơi chậm mọi người. Bây giờ lại đi chụp ảnh. Vâng vâng. Đây 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 đi đằng này. Hai nhau khỏe nhá. Vâng. Đến nơi con chậm lại. Nào đứng vào đây. Đây để người ta chụp phong ao đâu con bà. Đấy, con đứng ra con chụp với cả Mao Đệ. Cái này Mao Đệ to thế nhỉ. À con à. Ê, em gái, em đấy. Mao Đệ là Mao Đệ chưa thế nào. Mao Đệ ơi. Đấy. Mao Đệ đâu rồi? À, lạc mất Mao Đệ rồi mọi người. Trốn đâu rồi nhỉ? À kia rồi. À, Mao Đệ hiện tại đang sợ độ cao rồi. Thế nên là bắt đầu trốn xuống chơi nước ở dưới chỗ nông này. Đây. À bây giờ. Mà thế mày ở đây nhá, tao lên thử nốt câu trượt là dài bên kia. Ở đấy nhá. Đi lên thử câu trượt dài bên kia. Đấy. Đây, có 4 mùa 2 ống câu trượt to siêu to khổng lồ đấy nhá mọi người nhá. Rất là cao. Mình đã thử hết 2 ống này rồi. Một cái trượt ván cao này mình cũng thử rồi, bây giờ sẽ thử cái bên kia nhá. Tít đằng xa kia cả. Đấy, Mao Đệ thì gọi là cũng sợ rồi. Bây giờ mình sẽ lên thử. Các bạn thấy nó rung lắc chưa? Lắc rồi đấy. Mình thấy khá là độ cao, cái này cao hơn bên kia nhá. Bên kia, à đâu, bằng nhau. Bằng nhau nhưng mà cái này. Ui à. Độ gấp khúc của nó khá kinh điển. Đây này, trượt cái này em ơi. Trượt cái tranh, ok. Trượt cái ống này. Sẽ cho Trung Vin thử sức trước. Ôi, cao hơn thật. Dạ? Lấy thảm lên trượt không được à anh? Trên này trượt không ạ? Trên này trượt không được. Vâng, thế trượt không cái trên này. Ui cái này về cao này. Ui. Cao lắm cái này đấy. Xem. Wow. Một người một đấy. Cao hơi hốt à? Cao lắm mọi người ạ. Ôi. Nhưng mà nhìn kiểu nó ghê. Dám không? Chưa đấy. Được làm pháp. Chơi sợ gì nhỉ? Cứ ra cho anh. Cứ thế đi thôi. Wow. Kia hạt xuống đến nơi rồi. Đây em lại nhé. Đây đây. À. Cái trắng trắng này khá là kinh, mình sẽ chọn cái này. Wow. Ui. Chắc là tối mọi người sẽ không nhìn thấy gì đâu. Nhưng mà Ui. Chưa kịp định hình gì đã phải. Ui, tao đang Mao Đệ nó sợ cái này là phải rồi, chưa kịp định hình gì. Ui, bay ác đấy. Wow. Đây mọi người. Thảo nào không thấy ai trượt hai cái cầu này nhá. Hai cái cầu này mình thấy
trượt nó khá là kinh điển đấy. Mọi người có mọi người thấy cái trắng trắng này như nào? Có nên thử nó không? Đây. Đây cái cầu trượt trắng trắng này. Ôi, tay mình hơi ướt không run được. Run được nhưng mà cái cầu trượt trắng trắng này mình nhìn thấy nó sẽ nguy hiểm hơn vì nó không có bọc đấy. Nên mình cũng không dám. Thôi, bây giờ mình sẽ lên, sợ gì nhỉ? Wow. Khá là căng thẳng đấy mọi người ạ. Mọi người nhìn thấy được chưa? Phải lấy hơi ra. Thôi, làm luôn. 1, 2, 3 rồi. Ôi mọi người ạ. Cái này khách báo để làm thương luôn. Nó độ nhanh của nó kinh điển luôn. Mà đấy mọi người nhìn thấy có ai nắm lên hai cái cột trượt này đâu. Không thấy ai trượt. À thôi, mình cũng chỉ thử một cái duy nhất thôi. Mình chỉ làm một lần, không làm lần hai nhá. Bây giờ mình sẽ trượt thảm nữa. Còn một cái thảm nữa là mình sẽ hoàn thành tất cả các cột trượt ở đây. Nước trong không mày ơi? Mày cao bớt lại này. Chưa không? Phê lắm. Nước trong nhỉ? Ừ. Phê lắm. Tắm không? Nhảy không? Tắm ở đây rồi. Nhảy không? Không dám nhảy. Được tắm ở đây không? Không biết, hỏi anh em. Tắm được ven bờ nào không? Trong á. Sâu nhỉ? Ở đây nước kia lắm, nước mát xíu lắm. Giát lưng, kiểu như giát lưng. Nhảy cái điện này. Wow, à? Khá là phê. Còn cái câu trượt này nói chung là câu trượt này phê không? Phê lắm, nó vòng ấy. Này, anh trượt đi. Mình chạy lên đây, mình chạy lên trên cái câu trượt này để test một phát nữa nhá. Nào. Ui, nhảy phát chỗ độ cao này thông tai luôn. Câu trượt này mình mở mắt đập mắt vào thùng nước. Cắm đầu ạ? Tay cũng cao đấy. Rồi anh em mình sẽ test quả cầu trượt này. Ôi, nó có cái máng gì vòng vòng cả. Ôi hay đấy. Thằng nào mau đây. Thằng nào đi không? Sợ à? Lâm Voi sẽ đi trước nha. Hai tay các cậu gái kia. Wow. Vẫn chưa thấy ra. Ôi à, ôi. Phê đấy. Phê đấy mọi người ạ. Cái này phê này. Được. Chung. Anh không, để anh luôn. Để anh luôn. Để anh luôn đấy. Anh làm luôn đó. Được chưa nhỉ? Ui, phê lắm mọi người. Ui, phê quá. Cái này trượt về. Cả đám mình sẽ phải làm lại một phát nữa cho mọi người xem nhé. Phải làm lại tại vì lúc đấy rung quá. Không chuẩn bị trước. Ôi, bây giờ mình sẽ lên làm lại quả nữa nhá. Ây da, quả cầu này được đấy.
ấy à, rung. Rồi mình sẽ làm lại một phát nữa, gọi là sẽ cho mọi người xem thấy đúng cận cảnh. Á đây thằng Hoa đệ, mày không dám chưa à? Xuống lắm, quỷ lắm. Xuống không có nói liệng nhanh nhá. Ai không liệng nhanh nhá. Đó cái đấy đấy. Không chơi. Mà đệ hôm nay mới được xuống núi nhát chết này. Nhát chết. Ở trên núi thì ai mồm lắm. Ôi bắt đầu xuống đồng bằng ấy, hoa đấy rồi. Nhát chết. Hôm nay mình sẽ cho mọi người xem gọi là cận cảnh luôn. Đây. Đầu nha. Đây, trên đường kia này. Đó. Không biết mọi người có nhìn rõ không? Nhưng mà cá là phê mọi người ạ. Bay. Thôi giờ mình phải đi kiếm mà cái trò khác vui hơn mới được. Ở đây sóng à, không phải biển nhưng mà sóng khá là to, có hồ tạo sóng nha mọi người nhá. Ôi. Anh ơi, đây. Cầm lấy để anh lên phao đã. Lên đi. Không phải biển. Ở đây không phải biển nhưng sóng cá là to đấy mọi người nhá. Có hồ tạo sóng nhá. Đây. Wow, cá là dập dình đấy. Như kiểu ở biển luôn nhá. Nhấp nhô. Ôi. Quay cu đơ luôn. Ở đây, đây. Chưa đây. Sóng này không bằng sóng biển mấy nhưng mà phê phết mọi người ạ. Khá là phê. Đẩn một phát anh ra. Đấy rồi. Sóng căng phết đấy nhở. Không hiểu sao ở đây có cái gì tạo sóng mà sóng ghê đấy nhở. Hả? Đây, rất là đông các bạn nhỏ đang đến tắm mùa hè đấy mọi người nhá. Mao đệ thì run nhong nhóc không dám thả hốc kia. Ui. Cho chú nhờ với nhá. Sóng biển kinh quá. Mình phải vào bờ đâu. Sóng to lắm rồi nhỉ. Nếu không có phao thì không chống được. Sóng này nhá. Sóng to quá. Tôi vào bờ thôi. Nhỏ
mọi người. À, các bạn ở đâu nhỉ? À, ở sân Tây á. Ôi, gần cho anh ở sân Tây mà. Anh ở Ra Vì. Ra Vì. Người yêu của anh ở đây à? Đến đây là có gì đâu nhỉ? Bạn đến thế mà là có gì đâu nhỉ? Ở chung ra được không? Tắm đi nhá. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh sóng khá to. Ôi mình phải lên bờ đây. Thôi mỏi quá rồi. Chỗ này còn đấy được chứ chỗ sâu kia sóng rất là to nhá. Bây giờ mình sẽ lên thử câu trượt cuối cùng bằng ván trượt nhé mọi người nhé. Đi không? Ok này, tâm đây. Đi. À. Cái này sướng mọi người ạ. Tín hiệu kém nó hơi bị giật. Máu đệ vẫn không dám trượt cái này. Rất là choáng ngợp với gọi là nhưng cả chơi ở đây nhá, chứ mạo hiểm luôn. Mạo hiểm mệt, mạo đệ rất là oai nhá. Không dám ra, không dám trượt đâu mà to mồm lắm. Thôi nói chung là bây giờ mệt rồi, anh em mình bắt đầu khởi hành lại lên núi đây. Hẹn mọi người một lần khác anh em mình lại xuống núi nhá. Đợi mạo đệ nó bán gà tiếp ra, mai mình xem lại nó. Lần sau bán gà lại mời bọn anh đi chơi nhá. Ok, lần sau em bán gà em lại mời anh đi nhá. Dù cả xóm bọn trẻ con xóm đi nữa, rủ bọn trẻ con xóm đi nữa. Đấy. Thôi nói chung là bây giờ anh em mình xin phép khởi hành đi về núi đây. Chào tất cả mọi người nhá. Bye bye.